Giangcún Store cam kết bán điện thoại iPhone đẹp nhất, ngon nhất, giá rẻ nhất, cùng chế độ hậu mãi cực tốt, tặng full sạc, cáp, tai nghe, ốp lưng xịn, dán cường lực, bảo hành cả nguồn, phần cứng, thay pin chính hãng miễn phí 3 tháng, hỗ trợ phần mềm chọn đời máy, thu mua iPhone cũ giá tốt nhất, hỗ trợ lên đời iPhone giá rẻ nhất. Giangcún Store an tâm trong từng sản phẩm. Địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Hà Nội, điện thoại 0389464444, website www.giangcun.com. Chào mừng anh em đã quay trở lại và đến với video ngày hôm nay. Mình sẽ cùng anh em tiếp tục với mục đánh giá máy tính bảng, mà cụ thể nhân vật chính trong video này sẽ là một mẫu tablet giá rẻ mà mình tin là nhiều anh em sẽ thích. Con hàng này thì có tên là Lenovo ThinkPad Tablet 2. Và sẽ như mọi khi, anh em có thể tham khảo đường link thanh lý sản phẩm bên dưới, hoặc nếu lỡ hết rồi thì anh em cũng có thể gõ tên máy vào ô tìm kiếm, chắc vẫn có thôi. Dễ mua lắm, chỉ chưa đến 2 củ khoai mà thôi. À mà nhân tiện thì anh em cũng đừng bỏ lỡ hội sale ngày 11 tháng 11 đang diễn ra trên chợ điện tử Shopee, với cực kỳ nhiều deal giảm giá hấp dẫn. Hoàn su cứ phải gọi là đem rổ đi mà hứng luôn. Còn bây giờ sẽ nhanh thôi là đánh giá chiếc máy tính bảng của Lenovo này ở thời điểm hiện tại trong tầm giá này sẽ làm ăn được gì. Bắt đầu nha. Có lẽ điều đầu tiên chúng ta cần phải làm rõ là có một thực tế là cùng một tầm tiền, nhưng máy tính bảng bao giờ cũng có cấu hình thấp hơn so với điện thoại. Với tầm giá chưa đến 2 triệu đồng bây giờ thì hầu hết các máy tính bảng đều có cấu hình khá thấp như chip 4 nhân, RAM loanh quanh là 2GB, nhưng bù lại thì không gian trải nghiệm rất thoải mái và tốt hơn hẳn so với điện thoại. Chính vì vậy mà các tablet giá rẻ vẫn tìm được nhiều khách hàng tiềm năng, như là phụ huynh mua cho trẻ nhỏ hay là mua cho người già để đọc nội dung cho đỡ hại mắt. Trong khi đó thì một số dòng tablet khác được trang bị thêm bút chuyên dụng để phục vụ cho việc viết vẽ ghi chú, và đây chính là thứ đáng giá nhất trong tầm tiền của những chiếc máy tính bảng này. Mà mẫu Lenovo ThinkPad Tablet 2 là lựa chọn máy tính bảng có khả năng viết vẽ rẻ nhất mà anh em có thể tìm kiếm bây giờ. Thực tế mà nói thì các máy tính mang thương hiệu Think của IBM trước kia và Lenovo hiện tại đều khó có thể coi là đẹp, thời trang trong mắt nhiều người. Nhưng bù lại thì nó lại tỏ ra phù hợp với những anh em mà chuyên tâm vào làm việc thay vì là ưu tiên tính thẩm mỹ. Chiếc ThinkPad Tablet 2 cũng thế, khi mà toàn bộ thiết kế của con máy này tỏ ra khá nghiêm túc với tông màu đen, khung máy được phủ nhung mờ thường thấy của dòng thiết bị ThinkPad, và cái logo ThinkPad với chữ Y có mốc đỏ nổi bật cực kỳ dễ gây nghiện thì không lẫn vào đâu đi được. Vì là một tablet thế hệ cũ đã ra mắt cách đây từ 7 năm nên sẽ không lạ khi một con máy tính bảng này có viền tương đối dày và khá vuông vức, nhưng chấp nhận được trong khoảng giá. Cùng thiết kế chắc chắn với trọng lượng khoảng 600g, được phân bổ đều nên không có cảm giác hẫng hay là quá nặng khi mà cầm ở bất kỳ cạnh nào. Điểm khác biệt của chiếc ThinkPad Tablet 2 chính là có thêm khe cắm bút chuyên dụng Wacom với kích thước lớn ở phần cạnh bên, tương đương với kích thước của bút tiêu chuẩn để tăng cảm giác viết vẽ tối đa. Qua đó giúp thiết kế tổng thể của con máy này tương đương với một quyển sổ A4. Là một mẫu máy tính bảng nhưng mà sử dụng hệ điều hành Windows của PC nên các cổng kết nối của máy khá đầy đủ so với tiêu chuẩn của laptop siêu mỏng nhẹ, như cổng USB-A, cổng mini HDMI và một cổng độc quyền ở dưới đáy để kết nối với bàn phím. Chuyển sang mặt lưng thì chỉ bao gồm một camera chính hỗ trợ cả đèn flash luôn. Và chắc chắn đây cũng là một trong số ít các tablet trên thị trường được đầu tư nhiều hơn bình thường về camera rồi. Thiết kế mặt lưng máy theo dạng liền khối và khá khó để tháo ra. Mà thực tế thì tháo ra cũng chẳng có tác dụng gì, vì các linh kiện xử lý của con máy tính này đều đóng chết trên main và không thể nâng cấp được. Mà thực sự thì nhà sản xuất cũng chỉ cung cấp một phiên bản cấu hình duy nhất cho sản phẩm thôi, nên là anh em cũng phải sống chung với lũ vậy. Nhìn chung, thiết kế của chiếc ThinkPad Tablet 2 này nếu so với tiêu chuẩn bây giờ thì hơi cồng kềnh chút, nhưng mà so với mấy con iPad 9,7 inch thì cũng không đến nỗi quá thua thiệt về cảm giác cầm nắm đâu. Bù lại thì lớp phủ nhung trên vỏ máy cho cảm giác cầm rất tốt, êm và bám tay. Dù rằng nó sẽ khá bám mồ hôi và dễ bị lem nhem với các anh em mà có chứng da mồ hôi tay. Tiếp tục với phần màn hình thì chiếc ThinkPad Tablet 2 nhìn chung có một màn thể hiện trung bình trong tầm giá, và thực tế cũng chỉ ở mức trung bình kể cả khi ra mắt. Nó được trang bị màn hình là 10,6 inch IPS LCD, độ phân giải là HD 1366x768. Khá thấp so với tiêu chuẩn Full HD như những chiếc Mi Pad hay là Huawei MediaPad, và hệ quả hiển nhiên là khả năng hiển thị sẽ kém sắc nét hơn, cũng như là độ sáng lẫn giải màu hiển thị ở mức trung bình. Màu sắc hơi nhạt một chút nhưng có thể căn chỉnh được. Tương tự với màn thể hiện của màn hình thì phần âm thanh của chiếc ThinkPad Tablet 2 cũng ở mức trung bình, với việc được trang bị loa có âm lượng lớn cho tiếng khá trong, tách bạch nhưng thiếu điểm nhấn ở các giải âm, nên là bộ loa này sẽ phù hợp nhất để anh em họp hội nghị trực tuyến. Hoặc nếu vẫn muốn chạy cối nghe nhạc thì nên cắm loa ngoài hoặc là cổng HDMI xuất ra TV sẽ tốt hơn. Bây giờ sẽ nói đến điểm mạnh nhất của chiếc ThinkPad Tablet 2 này giúp nó vượt trội là việc được trang bị bút Wacom đi kèm. Cây bút Wacom này sử dụng bộ số hóa thụ động giống mấy con Galaxy Note đời 3-4 hất lại nên không cần pin. Được cái là màn hình cũng có tính năng loại bỏ nhận dạng tay để chỉ nhận bút khi mà sử dụng, nên là anh em hoàn toàn có thể xài con máy tính này như một công cụ ghi chép hay là sáng tạo nghệ thuật đều được. Độ nhạy lực của cây bút vào khoảng là 512 độ là chấp nhận được,
với khoảng giá rẻ, và anh em có thể dùng để sketch, phác thảo nhanh hay là đặc biệt là ghi chú hay là đánh dấu trình chiếu nội dung sẽ rất phù hợp. Về phần bàn phím và touchpad thì chắc là mình sẽ bỏ qua vì không có phụ kiện đi kèm, mà chúng ta sẽ đến luôn phần hiệu năng của con máy này. Về cơ bản thì chiếc ThinkPad Tablet 2 được trang bị một cấu hình xử lý ở mức tiêu chuẩn của tablet Windows giá rẻ những năm 2013-2014. Đó là một con chip lõi kép Atom Z2760 thuộc nền tảng Cloverview, xung nhịp là 1.8 GHz. Còn CPU x86 này sẽ bắt cặp với nhân đồ họa là PowerVR SGX545 cho hiệu suất khá sàn sàn với các nhân đồ họa Intel GMA HD 3000 series. Bộ nhớ máy thì bao gồm RAM 2GB LPDDR3 và bộ nhớ flash 64GB eMMC đóng chết trên main. Và hiển nhiên, so với tiêu chuẩn của máy tính 2020 thì con chip lẫn cấu hình như thế này đã khá yếu. Tuy nhiên, cần phải làm rõ ở đây là nó yếu khi mà sử dụng các phần mềm tiêu chuẩn của 2020. Còn với các phần mềm của năm 2010 hất lại thì con máy tính này vẫn đang chạy phà phà. Mình sẽ khuyến nghị bộ Office 2010 và hệ điều hành Windows 8.1 sẽ phù hợp nhất để vận hành trên con máy tính này. Trong khi đó thì với các tác vụ media như là xem phim thì con tablet này đã khá đuối để chơi nội dung từ Full HD trở lên, mà thay vào đó các nội dung HD sẽ phù hợp hơn. Các trò chơi cũ của những năm 2000 vẫn hoạt động tốt trên máy và một số trò chơi 3D trên chợ ứng dụng Windows Store vẫn có thể chơi mượt mà. Nhưng các trò chơi mới lẫn game eSports hiện nay thì thôi anh em ạ, đừng mơ tưởng làm gì cho tốn tiền mạng, mất công tải về rồi lại phải xóa ngay thôi. Về khả năng tản nhiệt và độ ồn thì đây sẽ là điểm sáng của chiếc ThinkPad Tablet 2, bởi thiết kế của máy không hề có quạt nên máy hoạt động êm ái một cách hoàn hảo, không hề phát ra tiếng ồn kể cả khi mắc tải. Thời lượng pin của máy phải nói là rất tốt so với mặt bằng chung tablet Windows. Nó được trang bị quả pin là 30W kết hợp với phần cứng điện áp thấp, và kết quả là có thể sử dụng được con tablet này với thời gian lên tới là 17 giờ đồng hồ, hoặc chạy liên tục thì cũng phải hơn 7 tiếng mới hết pin. Đó là những kết quả rất tốt, và anh em hoàn toàn có thể nghĩ đến việc xài con máy tính bảng này trong ngày làm việc mà không cần phải mang sạc đi làm gì cả. Được cái là máy xài sạc micro USB cũng khá dễ kiếm cáp, cũng như là không làm mất thẩm mỹ so với những củ sạc to tướng theo tiêu chuẩn laptop cả. Nhìn chung, chiếc ThinkPad Tablet 2 này, đối với nhận định của cá nhân mình, sẽ cực kỳ tỏ ra phù hợp với các anh em có nhu cầu về một thiết bị được tích hợp bút chuyên dụng cho khả năng ghi chú, viết vẽ khá tốt với mức giá rẻ nhất có thể. Bên cạnh đó, điểm cộng lớn về chất lượng xây dựng, thời lượng pin châu bò bậc nhất so với tablet Windows cùng tầm, cùng khả năng làm việc như là PC khá thoải mái là đủ để bù trừ cho cấu hình xử lý ở mức trung bình thấp hay màn hình có độ phân giải không cao của con máy này rồi. Nói cách khác, đây sẽ là một đề cử của mình về lựa chọn thay thế iPad hay là tablet Android trong tầm giá rẻ để làm việc, chỉ loanh quanh 1 đến 2 triệu ở thời điểm hiện nay. Và vậy thôi, vừa rồi thì là những chia sẻ cũng như là đánh giá của bọn mình về chiếc Lenovo ThinkPad Tablet 2. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.